Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là một vui bước tin mừng, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Jen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima. Vatican, nhân dịp kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư đến thống đốc tỉnh Hiroshima của Nhật Bản để bày tỏ sự gần gũi của Ngài và kêu gọi giải trừ vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Lá thư được Đức Thánh Cha gửi đi từ Vatican ngày 15 tháng 7. Ngài nhắc lại chuyến tông du của Ngài đến Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Ngài có cơ hội đến hai thành phố Hiroshima và Nagasaki và phát biểu những suy tư về sự tàn phá sự sống con người và tài sản trong những ngày khủng khiếp cách đây 3/4 thế kỷ. Trong thư, Đức Thánh Cha nói rằng: "Tôi đã đến Nhật Bản như một người hành hương vì hòa bình năm ngoái. Tôi vẫn tiếp tục giữ trong tim lòng khao khát của con người trong thời đại chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, những người khao khát hòa bình và hy sinh cho hòa bình. Tôi cũng mang nơi mình tiếng khóc của người nghèo, những người luôn là những nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột." Thánh Cha lặp lại lời Ngài đã nói năm ngoái tại Hiroshima: sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích chiến tranh là phi đạo đức, cũng như việc sở hữu vũ khí hạt nhân là phi đạo đức. Ngài ước mong rằng những tiếng nói ngôn sứ của những người sống sót Hibakusa của Hiroshima và Nagasaki tiếp tục là một lời cảnh báo cho chúng ta và các thế hệ tương lai. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định cử hành bí tích rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự. Vatican, không thành sự khi cử hành bí tích rửa tội với nghi thức đã được sửa đổi cách tùy tiện, và những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội như thế phải được lãnh nhận bí tích lại theo các quy tắc phục vụ do giáo hội thiết lập. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra câu trả lời được Đức Thánh Cha phê chuẩn liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành bí tích rửa tội với công thức tự sửa đổi. Nhân danh cha mẹ, cha hay mẹ đỡ đầu, ông bà hay các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi rửa con nhân danh cha và con và thánh thần. Thay vì công thức chính thức của giáo hội là tôi rửa anh, chị, con nhân danh cha và con và thánh thần. Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng, sửa đổi tùy tiện này nhằm nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của bí tích rửa tội để bày tỏ sự tham gia của gia đình, người thân và để tránh ý tưởng tập trung thánh quyền của linh mục. Tuy nhiên, câu trả lời nhắc lại hiến chế Sacrosanctum Concilium, hiến chế về phục vụ thánh, trong đó quy định khi một người cử hành bí tích rửa tội thì chính Chúa Giêsu cử hành. Tất nhiên trong việc cử hành, cha mẹ của người lãnh bí tích, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được mời gọi đóng một vai trò tích cực. Nhưng theo hiến chế, mỗi người khi chu toàn phận vụ chỉ thi hành trọn những gì thuộc lĩnh vực của mình tùy theo bản chất sự việc và những quy tắc phụng vụ. Công đồng Vaticano thứ hai xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục, có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ hoặc thêm thắt bất cứ điều gì trong các chức thể phụng vụ. Thật vậy, sửa đổi nghi thức cử hành bí tích không chỉ cấu thành một sự lạm dụng phụng vụ đơn giản, vi phạm một quy tắc, nhưng đồng thời gây tổn hại cho sự hiệp thông giáo hội và sự nhìn nhận hành động của Đức Kitô. Và trong những trường hợp nghiêm trọng, việc sửa đổi đó làm cho bí tích vô hiệu, bởi vì bản chất của hành động thừa tác vụ đòi hỏi sự thông truyền một cách trung thành điều đã được lãnh nhận. Tài liệu giải thích: trong việc cử hành các bí tích, cộng đoàn không cử hành cách đoàn thể nhưng thừa tác, và thừa tác viên không nói như một viên chức được giao phó công việc, nhưng đóng góp một vai trò thừa tác như dấu hiệu sự hiện diện của Đức Kitô, đấng hành động trong thân mình người, trao ban ân sủng. Trong ánh sáng này, trong khi cử hành bí tích, tối thiểu thừa tác viên phải có chủ ý làm theo những điều hội thánh truyền dạy. Một chủ ý phải được thể hiện ra bên ngoài, hành động này phải được thực hiện không phải nhân danh thừa tác viên, nhưng nhân danh Đức Kitô. Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận, thay đổi nghi thức cử hành bí tích còn có nghĩa là không hiểu được chính bản chất của thừa tác vụ giáo hội, đó là luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và dân của Ngài, chứ không phải là thực thi một quyền bính nhằm làm sai những gì đã được giao phó cho giáo hội bằng một hành động thuộc về truyền thống. Do đó, mỗi thừa tác viên bí tích rửa tội phải ý thức về việc hành động trong sự hiệp thông giáo hội và có niềm xác tín như Thánh Augustino. Theo Thánh Augustino, trong bí tích rửa tội, Đức Kitô là quan trọng nhất. Vì thế, sự thánh thiện của bí tích rửa tội không tùy thuộc vào thừa tác viên, mà tùy thuộc vào đấng đã nói, đấng làm phép rửa trong thánh thần.
Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của ông John Hume. Vatican chia buồn về sự ra đi hôm 3 tháng 8 của ông John Hume, một chính trị gia ở Bắc Ireland và là nhân vật chính của tiến trình hòa bình trên lãnh thổ. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp chia buồn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đến gia đình của ông và ca ngợi ông là một tâm hồn cao thượng. Với đức tin Kitô giáo, ông đã truyền cảm hứng với những nỗ lực không mệt mỏi để thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hòa bình giữa người dân Bắc Ireland. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói ngài rất buồn về sự ra đi của ông Hume, người đã được nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 1998, bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho gia đình và gửi phép lành của ngài đến tất cả mọi người. Những lời của Đức Thánh Cha đã được đọc trong lễ tang của ông Hume, được cử hành hôm ngày 5 tháng 8 tại nhà thờ Thánh Eugenie ở Derry, nơi sinh của ông. Cử hành thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Eamon Martin của Armagh, Bắc Ireland, Giáo chủ toàn Ireland và Đức cha Donald MacKeogh. Trong phần đầu thánh lễ, Đức cha Donald MacKeogh nói: "Ông Hume không chỉ mơ về hòa bình nhưng còn đưa nó vào thực tế. Ơn gọi cuộc sống của ông là trở thành người xây dựng hòa bình vì thiện ích của người khác. Nhờ quá khứ của ông mà chúng ta có thể đối diện với tương lai." Trong bài giảng thánh lễ, cha Paul Ferrin, giám quản nhà thờ chính tòa Thánh Eugenio, nhấn mạnh đức tính quan tâm và chăm sóc tuyệt vời hướng đến người khác của ông John Hume. Ngài nói, chính trị gia này không bao giờ quay lưng, không bao giờ giữ khoảng cách, nhưng luôn thể hiện lòng trắc ẩn, dấn thân cho phẩm giá của nhiều người. Ông đặt mọi người lên hàng đầu, không tập trung vào sự khác biệt và chia rẽ, nhưng là sự hiệp nhất và hòa bình. Trong suốt cuộc đời, chính trị gia này chưa bao giờ mất niềm tin vào hòa bình là con đường duy nhất. Trong số các điện thư chia buồn được đọc trong thánh lễ, có lời chia buồn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài viết: "Niềm tin sâu sắc của ông về sức mạnh của đối thoại và đàm phán trong việc giải quyết các vấn đề tại quê hương của ông là một gương mẫu để giải quyết vấn đề phi bạo lực." Đức Thánh Cha Francisco bất ngờ viếng thăm đền thờ Đức Bà Cả. Vatican. Phòng báo chí tòa thánh cho biết chiều thứ Tư ngày 5 tháng 8, lễ nhớ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến kính viếng đền thờ, cầu nguyện cho nhiều hoàn cảnh đau đớn đang xảy ra trên thế giới và đặc biệt cho tình hình ở Lebanon. Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma. Ngài vẫn có thói quen đến cầu nguyện trước bức ảnh này, đó là ngay hôm sau ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 14 tháng 3 năm 2013. Tiếp đến là mỗi lần trước và sau các chuyến tông du tại nước ngoài, hoặc trước mỗi biến cố quan trọng trong đời sống giáo hội, đặc biệt là lần gần đây nhất, Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020, ngài đã bất ngờ rời Vatican đến để cầu nguyện tại đây, và sau đó ngài đi bộ như một người hành hương đến nhà thờ Thánh Marcello nằm ở đường Via del Corso, nơi có thánh giá làm phép lạ, để khẩn nài Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho đại dịch chấm dứt, cầu xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, xin cho các gia đình và các bệnh nhân tìm được sự an ủi và khích lệ. Sáng thứ Tư, lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng Y giám quản Stanislaw Rinko, người Ba Lan, chủ sự. Theo truyền thống, trong lúc hát kinh vinh danh có mưa hoa trắng, tưởng nhớ trận tuyết rơi năm 358. Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện trong giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Liberio và quý tộc Giovanni, yêu cầu xây một đền thờ dân kính cho Đức Mẹ ở nơi mà Mẹ sẽ chỉ. Sáng hôm sau ngày 5 tháng 8, tuyết đã rơi trên đồi Esquilino. Tháng 8 là mùa hè, trời rất nóng, nhưng tuyết đã rơi trên đồi Esquilino. Vì thế, đền thờ đã được xây dựng tại đây. Đức Tổng Giám mục của Juba lên án vụ giết 3 trẻ em ở Nam Sudan. Nam Sudan, hôm 1 tháng 8, 3 trẻ nữ 4, 7 và 9 tuổi, con của ông Edward Yami Andrea, một giảng viên tại Đại học Upbenin ở thủ đô Nam Sudan, đã bị giết khi các bé đang xem TV ở nhà một mình. Đức Tổng giám mục Stephen Amaju Mulla của thủ đô Juba đã lên án bằng những lời mạnh mẽ nhất có thể về hành động này. Đức Tổng giám mục Stephen nói với hãng tin công giáo CNS, "Tôi không biết đó là hành vi trả thù hay giết người theo nghi thức, nhưng đây là những đứa trẻ vô tội mà người ta đã quyết định lấy mạng chúng. Tôi rất sốc và đau buồn vì những cái chết này." Đức cha Eduardo Hiboro Kusala của giáo phận Tombura Chambio, Nam Sudan, gọi những kẻ giết người này là những kẻ hèn nhát và quái dị, đã tàn sát những đứa trẻ không phòng vệ. Ngài kêu gọi người dân Nam Sudan cùng lên tiếng, lên án những kẻ sử dụng bạo lực giết người.
Nam Sudan đã trải qua bạo lực và bất an trong nhiều năm, nhưng vụ việc này đã khiến cả nước lên án và phẫn nộ. Cái chết của ba trẻ em này xảy ra khi đất nước đang tiếc thương 23 người khác bị giết tại một nhà thờ Anh giáo ở bang Jonglei phía đông vào đầu tháng 8. Hầu hết người chết trong cuộc tấn công vào nhà thờ ở làng Makoykwel là phụ nữ và trẻ em. Nhiều trẻ em bị bắt cóc và hơn 500 gia súc bị cướp. Hai sự cố riêng biệt cho thấy sự bất an dai dẳng của đất nước Nam Sudan. Caritas Bangladesh trợ giúp sau cơn bão Amphan và lũ lụt. Bangladesh. Tình hình ở Bangladesh vẫn rất nghiêm trọng. Trong những tuần gần đây, những cơn mưa xối xả do gió mùa đã gây ra lũ lụt ở 33 huyện phía Bắc, Đông Bắc và Đông Nam của đất nước. Ít nhất 1/4 diện tích đất liền ở Bengani vẫn bị nước nhấn chìm, trong khi gần 1 triệu ngôi nhà bị ngập và hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. Chính phủ đã phân bổ 34,45 triệu taka, tương đương với 407.000 đô la cho trường hợp khẩn cấp và phân phát hơn 9.000 tấn gạo và gần 114.000 gói thực phẩm đông khô cùng với các nhu yếu phẩm khác. Giáo hội địa phương cũng đi đầu trong việc viện trợ cho những người bị ảnh hưởng thông qua Caritas quốc gia và các Caritas địa phương. Trong những ngày vừa qua, Caritas Bangladesh đã phân bổ 500.000 taka cho viện trợ khẩn cấp và các Caritas địa phương đã phân phối các nhu yếu phẩm cho 500 người bị ảnh hưởng. Nhân viên của tổ chức Caritas cũng hỗ trợ trong việc lấy nước sạch để uống và cho các nhu cầu khác. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang làm cho tình hình thêm phức tạp. Vì lý do này, các tình nguyện viên Caritas cũng tham gia vào việc giải thích cho những người di dời biết cách tôn trọng khoảng cách an toàn trong các cơ sở tạm trú. Ông Jistas Julian Besra, giám đốc khu vực của Caritas Dinaipur, cho biết mọi người đang mất nhà cửa và hiện đang sống ngoài trời. Nhiều người đang rất cần thức ăn và nơi trú ẩn tốt hơn. Ông Jistas kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Lũ lụt trong những tuần gần đây cũng ảnh hưởng đến Ấn Độ, Pakistan và Nepal, nằm trong số những trận lũ lụt tồi tệ nhất được ghi nhận trong những năm gần đây ở Bangladesh. Đất nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão Amphan chỉ hơn 2 tháng trước và hiện đang vật lộn với tình trạng khẩn cấp virus corona. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Đường về chân thiện mỹ. Tác giả Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên. Lớn lên trong một gia đình nề nếp, công việc làm ăn tương đối ổn định. Năm 20 tuổi, anh lập gia đình. Vợ anh, một người phụ nữ phúc hậu, hết lòng thương yêu chồng và nhường nhịn chồng trong mọi chuyện. Anh chị sinh được một cháu trai hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Thế nhưng, khi tiền vào dễ dàng thì tình cũng dễ chấp cánh xa bay. Về nghề nghiệp, anh chỉ cần liên hệ với một số cửa hàng rồi gọi điện kêu đem đồ tới giao. Chẳng phải nhúng tay vào, việc dễ dàng mà tiền vô cũng dễ dàng. Và anh tha hồ tiêu xài phung phí, đi theo bạn bè ăn chơi trác táng, mặc cho vợ đợi con chờ và bỏ qua cả lời khuyên dạy của cha mẹ. Lao vào những cuộc chơi như con thiêu thân, nhiều lần anh cũng muốn rút chân ra về với cha mẹ, vợ con. Nhưng thói đam mê vẫn giữ chặt tấm thân anh. Anh đâu biết rằng cuộc đời có vay có trả. Anh đâu ngờ tới cái lưới trời lồng lộng, xa xôi thăm thẳm sẽ có ngày chụp xuống trên anh. Cái tội coi trời bằng vung. Và chuyện phải đến đã đến. Sau khi theo đuổi một người con gái khác, sinh cho anh một cô con gái, nhưng bé gái không sống được bao lâu thì mất. Buồn bã, anh giả từ người tình. Cuộc chia tay tưởng như đơn giản. Người tình đi xa nhưng để lại anh mầm bệnh HIV. Anh trở về trong tấm thân tàn, về với người vợ anh đã bỏ rơi bấy lâu, chị vẫn giang tay đón nhận. Cũng may, nhờ phát hiện sớm nên chị vợ không bị vạ lây. Biết mình nhiễm HIV, anh lo âu hoảng hốt, anh ân hận, nhưng đã quá muộn màng. Anh không biết phải làm gì cho phải, uống thuốc, anh cũng uống, nhưng không đều đặn. Không phải vì anh không tin ở thuốc, nhưng anh thấy phía trước là cả một màu đen tối, tương lai như đóng sầm lại. Thân xác anh rã rời thế này thì uống thuốc làm gì cơ chứ? Thân hình lực lưỡng ngày nào nay gầy tóp lại trông thật đáng thương. Đôi mắt anh mờ dần, đã mấy phen anh muốn đi thật xa, đến một nơi chốn không ai biết mình. Ở đó nhắm mắt xuôi tay, tự giả cõi đời tội lụy. Cho đến một ngày, anh được mời đến tham dự một cuộc gặp mặt của các anh chị cũng bị nhiễm HIV.
Hôm ấy có hai nhân vật ngoài cuộc là linh mục trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận và một nữ tu dòng thánh Paulo nhận trách nhiệm đồng hành với các anh chị có HIV. Cùng với hai chị trong ban loan báo tin mừng cũng bị nhiễm HIV, từ lâu đã được sai đến với những người bạn cùng cảnh ngộ. Câu chuyện trao đổi không nhiều, nhưng bầu khí diễn ra đưa anh vào khung trời của tình yêu và sự sống. Những con tim của tình bạn kéo anh hòa nhập với mọi người, những nụ cười tin tưởng mở ra cho anh thấy tương lai. Anh reo vui và anh đã khóc như một em bé, khóc như chưa bao giờ được khóc. Dòng nước mắt hồi sinh của người vừa bừng tỉnh sau cơn mê, anh tin tưởng cùng với mọi người lao mình về phía trước. Về lại nhà, vẫn mái nhà bao ngày, nhưng hôm nay anh cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay của mẹ cha và vợ con. Cậu con trai rồi cũng đã học xong phổ thông, học tiếp nghề nhiếp ảnh, theo chú làm việc để phát triển tay nghề. Mẹ anh vẫn cái nghề nấu đám, cái nghề chẳng bao giờ hết việc. Thế nhưng, cha của anh từ 3 năm nay bị liệt toàn thân và anh tình nguyện đứng ra chăm sóc. Ông cụ thật hạnh phúc, dù nằm liệt nhưng vẫn được thấy đứa con đã quay gót trở về. Còn con thì vui sướng vì được chăm sóc cha. Người cha nằm đó bất động, việc chăm sóc đòi tỉ mỉ. Mỗi ngày anh tắm rửa rồi đưa ra tắm nắng, xoay trở đều đặn cho ông ăn uống. Ôi, vất vả quá, nhưng anh lại rất hạnh phúc. Nuôi bố 3 năm, chứ 10 năm anh cũng sẵn sàng. Điều làm nên hạnh phúc của cha con anh trong hoàn cảnh này chính là tình yêu và sự sống. Những ngày chăm sóc cha như đưa anh về lại giây phút đầu đời phận người. Lạ lùng quá khi con người được trời khơi nguồn sống, mang hình hài trong dạ mẹ, cất tiếng khóc chào đời giữa lòng nhân thế, lớn dần và trở nên chính mình, mà nếu không khéo thì cũng phá hỏng tấm thân. Quả thật, tiếng khóc chào đời ngầm chứa bao điều lạ lùng. Nhớ lại hình ảnh của con trai thuở nào, trái tim bé nhỏ rung lên nhịp đập sự sống, cặp mắt trẻ thơ dại cũng đông đầy ánh sáng của tình trời với đất, vĩnh viễn chiếm một chỗ giữa lòng nhân thế. Như vậy, mỗi giây liên kết đầu tiên của con người và với chốn cao xanh kia, trong đó con người như mang lấy một vận mệnh lớn lao, bởi lẽ một khi ông trời có mắt, thì có đi tới đâu cũng không ngoài vòng tay của trời. Và đời người cuối cùng là một cuộc kiếm tìm, một chuyển động hướng về chân thiện mỹ, để những bước chân lưu lạc thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Lạ lùng thật đấy, mạng người có thể nương theo mệnh trời và người cha nằm đây bất động được ấp ủ trong tình yêu mến, không chỉ của vợ con mà là trong vòng tay của trời, trời sinh trời dưỡng là vậy. Mãi mê ngắm nhìn cha, anh nghe lòng reo vui khi thấy sự sống trào lên nơi thể xác của cha, nơi thể xác bất động. Cha như đang bước tới trong khung trời vô định, nhưng lại vươn tới đích là chân thiện mỹ, nơi vùng trời của cái đẹp tràn ngập tình yêu và sự sống. Hóa ra, con người phát sinh từ trời, lẽ ra dọc suốt đời người phải in đậm dấu ấn của trời. Thế nhưng, trong những ngày tháng hoang đàng, ông trời đã phải khắc khoải tìm kiếm, mời gọi, gặp gỡ và trò chuyện ngang qua từng khúc quanh trong đời. Bây giờ thì anh đã nhận rõ được rằng, chính mệnh trời chi phối trọn cả đời anh và cả gia đình anh nữa, dẫn dắt người cha đang nằm đây cùng với vợ con anh tới một cùng đích tối hậu đông đầy ý nghĩa. Bây giờ thì anh đã hiểu được một chút thôi, thế nào là tình yêu và sự sống. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe. Âm thanh cuộc sống đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết, ai cũng nhận thức được âm thanh đến từ thiên nhiên, đến từ thụ tạo. Đó là những âm thanh mạnh mẽ làm con người sợ hãi như tiếng sét, tiếng những con thú dữ gầm gừ. Nhưng cũng có những âm thanh êm dịu tạo cảm giác dễ chịu như tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió nhẹ nhàng thổi,
tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu. Rồi những âm thanh do con người tạo ra, tiếng ru ầu ơ của người mẹ, tiếng hát líu lo của ca sĩ, tiếng cầu kinh nhẹ nhàng trong các đan viện. Nhưng bên cạnh đó, con người cũng tạo ra những âm thanh mà chính người tạo ra cũng không muốn nghe. Đó là tiếng gào, tiếng thét giận dữ khi có sự bất đồng ý kiến, tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi trong giờ cao điểm, tiếng nhà máy hoạt động ở các khu công nghiệp, và khủng khiếp hơn cả tiếng bom đạn trong chiến tranh. Trong đời sống của mỗi cá nhân, có những âm thanh chỉ khi con người ở yên để cho tâm hồn lắng đọng mới có thể nghe được những âm thanh này. Tiếng của hơi thở, tiếng của nhịp đập của con tim. Và đi đến một mức độ cao hơn trong đời sống tâm linh, nếu chịu trầm mình trong sâu thẳm, người ta sẽ nghe được tiếng của tâm hồn, tiếng lương tâm, và đỉnh cao là nghe được tiếng Chúa. Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã trao cho con người khả năng lắng nghe. Tổ tiên con người, ông Adam và bà Eva đã vui hưởng âm thanh êm dịu của thiên nhiên trong vườn địa đàng. Cả hai hạnh phúc khi trao cho nhau những âm thanh tiếng nói của tình yêu. Và tất nhiên, hai ông bà cũng đã được lắng nghe những lời dạy của Thiên Chúa. Và một trong số những lời đó là không được ăn trái cấm. Nhưng rồi tổ tiên loài người đã để cho tiếng của ma quỷ, tiếng của thần dữ lấn át tiếng Chúa. Và hậu quả là cuộc sống loài người đã bị xáo trộn do những tiếng nói đổ lỗi cho nhau. Ông đổ lỗi cho bà, và bà đổ lỗi cho con rắn. Từ đó, trải qua bao thế hệ, con người tiếp tục tạo ra những âm thanh gây bất an cho chính mình, cho gia đình và xã hội, gây những xáo trộn mất trật tự và đau khổ. Lạy Chúa, trong bối cảnh hiện nay, khi cả thế giới bị bắt buộc phải dừng lại một số hoạt động xã hội, những hoạt động tạo ra những âm thanh gây tình trạng căng thẳng mệt mỏi cho con người, thì hơn lúc nào hết, xin cho nhân loại chúng con biết học lại thói quen của việc lắng nghe. Trước hết, chúng con hướng đến các vị lãnh đạo trên thế giới. Xin cho họ biết yêu thích tiếng thì thào của cơn gió thoảng, tiếng nước chảy róc rách trong khe núi hơn là âm thanh ghê rợn của bom đạn, của các loại vũ khí giết người hàng loạt. Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia yêu thích tiếng nô đùa của trẻ em, tiếng trẻ em khóc thút thít đòi mẹ cho ăn, tiếng ru à ơi của người mẹ, hơn là tiếng kêu thét vì ngôi nhà vừa bị dội bom, tiếng khóc than vì phải tiễn chồng ra chiến trường, vì một người thân vừa mới bị giết. Tiếp đến, chúng con hướng tới các thương gia, các nhà kinh tế, những người đang tìm cách cứu vãn các công ty của mình, nhưng không nghĩ đến tình trạng khủng hoảng chung của nền kinh tế thế giới. Những người chỉ nghĩ đến lợi nhuận cá nhân, vì thế họ tìm mọi cách để lấy lại vốn, đầu tư vào các dự án hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Lạy Chúa, xin cho họ trong khi đầu tư làm kinh tế, thì đồng thời cũng phải biết lắng nghe tiếng kêu khóc của mẹ trái đất đang rên rỉ vì bị lạm dụng. Và trên hết, xin cho tiếng hoạt động của máy móc trong các công ty không lấn át tiếng thở dài mệt mỏi của các công nhân do không được trả lương xứng đáng, do không có việc làm, do không biết tương lai sẽ đi về đâu. Xin cho các nhà kinh tế ý thức rằng, nếu không có lắng nghe tiếng của người nghèo và chỉ nghe chính nhu cầu cá nhân mà thôi, thì đến một lúc nào đó, lần lượt xã hội sẽ đi đến con đường bế tắc. Lạy Chúa, sau cùng, chúng con xin Chúa nhớ đến các gia đình, các cộng đoàn và mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết làm cho tâm hồn mình được lắng đọng, để chúng con có thể nghe tiếng Chúa, nghe tiếng lương tâm, nghe được âm thanh của thiên nhiên và biết lắng nghe nhau. Có như thế, từ cá nhân đến gia đình, giáo hội và xã hội, tất cả mọi người có thể hiểu nhau, hiểu được nhu cầu của nhau, nhu cầu của thiên nhiên, của xã hội.
lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và thưa xin vâng như mẹ, để ngôi lời có thể tiếp tục nhập thể trong chúng con như xưa đã cư ngụ trong lòng mẹ. Xin cho chúng con biết lắng nghe những âm thanh của cuộc sống xung quanh, biết lắng nghe và đón nhận những sự kiện xảy đến mỗi ngày, để rồi chúng con biết đem tất cả đặt dưới chân Chúa, lắng nghe Chúa dạy, hướng dẫn chúng con phải làm gì cho chính chúng con, cho xã hội, cho giáo hội, cho những người thân của chúng con. Và như thế, thế giới của chúng con sẽ mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, nhờ chúng con biết thực thi ý Chúa. Amen. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.